được xây dựng bởi chính phủ Việt Nam. Chưa. It is the brick built by Vietnamese government. Yeah. Mekong River water not clear. Mekong River water not clear. Contain mud. You see the muddy water. Very good for farm. Because the mud, mud in the water, number one soil. Yeah. Okay, low tide, and you can see a lot of water from the tree along the river. Yeah. Okay, about 15 minutes more, we stop to visit the bee farm and drink honey tea. Bây giờ chúng ta đang đi vào sông nhỏ nha. Bên tay phải chúng ta là cây mận. Cây mận có nhiều trái. Cái trái mận ăn nó rất chua. Cho nên về miền Tây này mà nấu lẩu chua bằng trái mận này rất ngon. Nấu lẩu chua bằng trái mận, nấu như vậy là muốn như vậy. Ok, everybody, you want picture? When they want to sit in front picture and we were picture. Thank you.
みんな先導さんや、気持ちいいよ。パッてやるわ。こんだけついて1000円って安いよね。前はなんかこれ前もあったですか？これはあったです。わざとなんだ。嫌がらせ。片言。なんか多いね。Mày là mày làm mày. Oh.